Rồi, cho phương trình hóa học của phấn 2CO cộng O2. Đúng chưa? Rồi tạo ra CO2, rồi trạng thái khí hết thì để tôi minh họa một cái phương trình, đúng không? Tôi biết đã xong nãy giờ rồi. Thì chúng ta có cái phương trình này. Sau đó thì để nó hỏi là nếu hệ số nhiệt độ của van hớp bằng 2 thì tốc độ phân thành là như thế nào, đúng không ạ? Gamma bằng 2 đấy. Rồi ok, chúng ta có một cái công thức tính. Ở đây thì thầy đã hướng dẫn cho chúng ta cái công thức rồi, đúng không ạ? V2 bằng V1 làm gì? Nhân với gamma, đúng không? Gamma của T độ 2 trừ T độ 1 và các bạn chia cho 10. Rồi trong trường hợp này á, gamma thì các con đã biết rồi đúng không ạ? V1 giữ nguyên nè, gamma thì đề cho gọi tức là hệ số nhiệt độ van hớp đấy, trong cái phương trình nền tảng cơ bản. Thì công thức này là biểu thức tính gần đúng đó nha, công thức này gần đúng rồi chứ không phải tất cả các phương trình nó đều như vậy, mình cứ học cơ bản cái làm cơ bản thôi. Rồi bằng 2 tức là gamma này thì công thức là bằng 2 này. Gamma sẽ bằng 2, đúng không? Gamma này sẽ bằng 2 nè. Rồi. Bằng 2, tốc độ của nó là tăng nhiệt độ từ 30 lên 60, tăng nhiệt độ 30 lên 60 vì lúc này 2 mũ 60 trừ 20 tức là T độ 2 bằng 60 và T độ 1 bằng 20. Và tất cả các bạn cưa đi 10. Rồi. Lúc này các bạn bắt đầu rút gọn nó được đấy. 60 trừ 20 là ra bao nhiêu? Của 30 chứ, chắc là tôi ghi lộn. Này là 30 các con, này là 30. 60 30. Rồi là 60 trừ 30 là ra 30 đúng không? 30 chia 10 là 3, tức là 2 mũ 3. 2 mũ 3 các bạn lấy máy tính bấm ha, bấm trực tiếp như tôi nhẩm. Ok, sao cũng được. Rồi 2 mũ 3 2 4 4 4 2 8. Đúng không? 2 mũ 3 sẽ bằng 8. 8 lần V1. 8 lần V1. Vậy lúc này tốc độ phản ứng tốc độ phản ứng thay đổi như thế nào, thì cái lượng là gì? Tốc độ phản ứng sẽ tăng 8 lần. Các bạn thấy rõ không? Tốc độ V2 này thấy chưa? Bằng 8 lần V1, tức là tốc độ phản ứng sẽ tăng gấp 8 lần. Tức là tốc độ phản ứng nó sẽ nhanh hơn gấp 8 lần so với vận tốc ban đầu lúc mà chúng ta chưa gia tăng nhiệt độ, lúc mà chúng ta chưa gia tăng nhiệt độ. Hiểu cơ bản là gia tốc tăng 8 lần như kiểu là lúc mà phản ứng đang tiến hành ở 30 độ C các bạn, thì phản ứng tiến hành là trong vòng có 8 giây lần. 8 phút đi, khoảng 8 phút đi. Trong vòng đến 8 phút, phản ứng tiến hành ở 30 độ C là tiến hành tới 8 phút mới hoàn thành phản ứng này xong. Thì lúc này các bạn gia tăng nhiệt độ từ 30 lên 60 độ C bằng tăng 30 độ. Các bạn đốt nóng hay không biết, tăng nhiệt độ lên 30 độ C. Thì lúc này tốc độ phản ứng lúc này còn lại có 1 phút thôi. Diễn ra được 1 phút thôi, tức là tốc độ phản ứng diễn ra nhanh gấp 8 lần so với tốc độ phản ứng lúc mà các bạn tiến hành ở 30 độ C. Đấy, đó là cái nền tảng cơ bản của cái công thức này khi mà người ta muốn hỏi chúng ta. Ok ha, đó là cái ý nghĩa. Thôi tóm lại chúng ta kết luận bình thường thôi. Tốc độ phản ứng nhanh gấp 8 lần so với lúc đầu. Tại vì V2 bằng 8 lần V1. Rồi, chấm hết, vậy thôi.